Bạn bè nghệ sĩ có mặt từ sớm thắp nén nhang tiễn biệt nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng. Trưa ngày 26 tháng 7, thông tin diễn viên kỳ cựu của làng sân khấu phim ảnh Thanh Hoàng mất tại thành phố Hồ Chí Minh sau thời gian điều trị ung thư, hưởng dương 55 tuổi khiến bạn bè và người hâm mộ vô cùng bàng hoàng. Cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng là cha đẻ của kịch bản Dạ Cổ Hoài Lan, tác phẩm được dàn dựng thành công trên sân khấu 5B Võ Văn Tần thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1994. Sau hàng chục năm, vở diễn có hơn 1.000 xuất diễn ăn sâu vào ký ức của nhiều lớp khán giả. Đến sáng nay, một vài nghệ sĩ đã có mặt để thắp nhang cho cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng, nén nhang chia buồn cùng gia đình. Diễn viên Việt Anh, Mỹ Uyên, Kiến Nga bày tỏ sự buồn trước sự ra đi của một người đồng nghiệp đáng quý trong nghề. Nghệ sĩ Thanh Hoàng sinh năm 1963 trong gia đình nghèo có 5 anh em. Năm 1984, anh tốt nghiệp Đại học Sân khấu thành phố Hồ Chí Minh và làm cho Trung tâm Văn hóa quận Phú Nhuận. Anh tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ quần chúng, đóng và dàn dựng nhiều vở kịch. Ngoài sân khấu, anh được khán giả chú ý qua vai diễn trong phim Anh Hai Mắt Mèo, Sợi Dây Đai, Ngôi Nhà Quê. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Thanh Hoàng còn là đạo diễn, biên kịch và từng giữ vị trí giám đốc của sân khấu 5B Võ Văn Tần. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!